đó, đó là mà vậy đó mà nó không có ra ngoài nó à, nó gì nè à, ừ. Đó, mà cái hormone bây giờ là bác sĩ mẫu là đem để chung dưới đây luôn. Dạ, để chung dưới đây luôn. Ờ, để cho bé nó ruột nó dài ra đó rồi khéo nó làm bên, chứ. Bên đi tiêu nè, bên hormone nè. À, bên hormone, bên tiêu đó. Đó. À, à, bên hormone bên đây nè. À, ngay đây. Chấm cái tay ra. Đó. Cái leo đít đó. Dạ. Dán keo dột hoài rồi, cái mua keo này dán nè. Dạ. Nhưng mà ngại còn cái. Tại vì sao mấy chục cái. Bởi vì thành ra là mình phải bác sĩ... phải hẹn là để đi lên trên chẩn để mà phẫu thuật để mà tạo cái hậu môn cho cháu rộng ra anh ha. Nó mới bình thường. Đẹp trai quá ha, nhìn thấy con ngô tiếng tú quá. Ngủ quá. Thì Tiến Dũng hôm nay xin được phép thay mặt ba vị mạnh thường quân đã gửi những cái phần thiện tài để cho Tiến Dũng đi giúp những hoàn cảnh khó khăn. Thì hôm nay Tiến Dũng thấy hoàn cảnh này thật sự là đáng giúp. Thì hôm nay Tiến Dũng xin thay mặt anh Tú và anh Vũ ở thành phố Hồ Chí Minh đã gửi cho Tiến Dũng 20 triệu đồng để đi giúp các hoàn cảnh. Thì hôm nay Tiến Dũng xin dùng số tiền của anh Tú và anh Vũ 20 triệu để giúp cho anh chị để đi phẫu thuật cho cháu. Và người thứ hai đó là anh Đài Loan đã chuyển khoản cho anh Dũng 12 triệu để đi giúp các hoàn cảnh khó khăn. Thì hôm nay Tiến Dũng xin dùng số tiền 12 triệu của em bé Năm để giúp luôn cho gia đình của anh Được và chị Hằng cũng như là cháu Nguyễn Văn Hiếu. Thì hôm nay Tiến Dũng xin trao cho anh số tiền này là 32 triệu để cho anh sắp tới anh sẽ lo cho cháu sau khi phẫu thuật và có thêm một cái ít tiền, ví dụ như nếu mà có dư á thì anh có thể chăm lo cho cháu để cho cháu mua sữa hoặc là còn những cái phần mà sau này để mà mình nuôi cho cháu đó anh ha. Dạ. À, vâng, tôi chúc chào tất cả quý vị. Kính chúc cho quý vị có ngày mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và thân tâm thường an lạc. Buổi chiều ngày hôm nay, tôi Dũng đang có mặt tại ấp Long Thuận, xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang để đến thăm một gia cảnh của hai vợ chồng anh Được và chị Hằng vừa sanh một cháu trai 2 tháng tuổi nhưng mà cháu lại không có hậu môn, cho nên là gia đình thì gặp nhiều khó khăn thuộc về hộ nghèo của xã, cho nên là tôi Dũng nhận được thông tin này và hôm nay đến thăm gia đình cũng như là xem có giúp được cho gia đình như thế nào hay không. Thì ngay sau đây, tôi Dũng xin mời quý vị cùng theo chân của ông Dũng đến thăm cháu Hiếu. Không có hậu môn nhé vị. Xin kính mời tất cả vị nhé. Vâng, bây giờ Tiến Dũng đã đến nhà của chú Thiếm có một đứa cháu mới sanh mà không có hậu môn quý vị. Dạ, chúng ta sẽ gặp gia đình chú nha. Dạ, con chào chú. Dạ, chào. Dạ, con là kênh Tiến Dũng Nhu cầu Nhân Ái. Thì con có nhận được cú điện thoại của gia đình chú hiện nay đang gặp cái sự khó khăn là có một cháu bé sanh không có hậu môn sau đó chú. Thì chú có thể là giới thiệu tên của chú là chú tên gì? Nguyễn Văn Được. Dạ chú Nguyễn Văn Được. Là chú ở đây là tại địa chỉ gì chú? Ấp Long Thuận, xã Long Giang. Ấp Long Thuận, xã Long Giang ha. Huyện Chợ Mới. Dạ. Thì tình trạng của cháu hiện nay như thế nào chú có thể kể cho cháu nghe được không? Bây giờ nó không có hậu môn, bây giờ mổ ra làm hậu môn tạm, bây giờ xài bọc đó, cái bọc 100.000 cái. Thì ngày thì cái có, hai cái có. Cháu nó sanh là mấy tháng rồi chú? Lễ ngày gan 30/4. 30/4 giờ ha. Dạ. Dạ, hiện nay là bác sĩ có nói phẫu thuật cái cho cháu có được hậu môn không chú? Có, nó để luôn cái hậu môn vô. Bởi vì bé nó sanh ra không có hậu môn là thiếu khúc ruột. Còn hậu môn bây giờ vẫn còn. Dạ. Để cho bé nó ấy rồi cái ra ngoài coi được người ta đem vô. Còn mà nếu không được thì chờ 1 tháng, 2 tháng nữa gì đó. Vậy hả? Thì nhìn mời vô nhà. Dạ. Rồi giờ chúng ta sẽ đi vào bên trong để gặp bé nha vì. Dạ. Nhà này là của gia đình mình hay là chị sao chú? Nhà. Hả? Ở của gia đình nhà. Của gia đình nhà ha. Dạ dạ. Là bé không? Dạ 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 chào chị. Dạ chị là mẹ của bé hả? Mẹ. Dạ. Lộc đầu. Dạ dạ chị cho em hỏi là chị tên họ đầy đủ là gì? Lê Thị Hằng. Lê Thị Hằng hả? Chị hôm nay bao nhiêu tuổi rồi chị? 44. Dạ anh ngồi đi anh 44, ngồi đi. 42 chồng tuổi. Tôi gắn. Anh chị có bao nhiêu người con? Tổng cộng là đứa này nó là 4. Cháu này nó là 4 nghe cháu là cháu bé này đó ha. Là hiện nay là mình sanh bé là không có hậu môn rồi thành ra phải đặt cái bọc gì hả anh hả? Mẫu bác sĩ mẫu là thôi lấy hậu môn ấy đây nè. Dạ. Mỗi lần đầu sau nó đem vô đó. Gì hả? Ra ngoài bé tốt thì khéo ruột ra làm. Cái giờ hổng gài mấy người đồ vòng vòng đồ mấy người ngáp đồ xin được vòng vòng được cũng được mười mấy triệu
được mấy triệu ha chú ha. Rồi cái kinh phí mà chú có biết là mình đi mổ gì là bác sĩ có nói là khoảng bao nhiêu tiền không? Cũng không biết nữa. Tại vì vợ mổ rồi đi ra ngoài rồi vợ Long Xuyên rồi tôi đi ra ngoài Nhi Đồng Ba ngoài luôn mà dạ. Chưa có biết được nữa. Nhiều thì nhiều chứ giờ không. Cũng không biết nữa. Gì hả? Coi như là mình có khả năng bao nhiêu thì mình làm mà đi bao nhiêu thôi chứ còn chưa biết là cái kinh phí là mổ cho cháu là để mà đặt cái hậu môn là bao nhiêu tiền ha. Dạ. Gì đâu biết nhiều ít gì nhiêu đâu. Dạ. Cái dịch bệnh chứ không dịch bệnh là đêm bữa 13 tây đi ngoài rồi. Đây mấy ngày đó. Rồi dạ. Ngoài mấy điện vô nó dịch bệnh mà đừng có ra chừng nào mà hết dịch hết ra. Vậy anh chị thường ngày là công việc là mình đi làm công việc gì anh? Đi bơm cháu. Bơm cháu anh ạ. À. Đi làm mướn đó. Dạ, bơm chấu là mình đi làm thuê cho ta hàng ngày. Làm thuê vậy, bữa nay lò đầy mới nghỉ. Dạ. Bữa đi như vậy đó, một chuyến vậy được 300. Một chuyến 300 là mình làm được một ngày không anh? Một ngày. Dạ, nhưng mà có thường xuyên không? Có lò đầy đổ thì khi tháng đi 20 ngày không chừng, khi nửa tháng không chừng vậy đó. Cũng nghỉ. Cũng nghỉ vậy đó. Làm hoài. Dạ. Làm nhiều sống nhiều mà ngặt kẹt cái cảnh này nó khổ. Không gài mua bao cái bọc rồi cái ngoại không cho ra rồi cái nhờ đứa cháu nó lên đài á rồi cái nó đem ra tới nhà sao mua nó lên đài xin tiếp hả lên mạng hả rồi là, mạng nó mua này nè rồi cái bọc gì đó bọc này như ngoại làm nè rồi cái mua lại mấy lần mua vậy là 20 gì đó 20 cái bọc một bọc là 100 ngàn hả 100 ngàn rồi người ta thấy vậy người ta đem vô tới nhà cái người ta bớt 5 ngàn thấy thì bé gì đó Chào cháu tên gì vậy anh chị? Nguyễn Văn Hiếu. À là cháu trai hả? À trai. À cháu trai Nguyễn Văn Hiếu ha. Dạ. À vợ thì ở Long Xuyên rồi con gái nó nuôi rồi tôi ra ngoài như Đồng Ba thì lo cho bé này. Dạ. Rồi có mới có vợ xuất viện về 7 bữa cái bác sĩ ngoài kêu cần sữa mẹ cho bố. Dạ. Ra ngoài được 2 bữa cái dịch bệnh cái đủ vợ về, hai vợ chồng phải có người ở lại. Dạ. Vợ có vết thương rồi thôi thấy vậy vợ về tôi ở ngoài nuôi con rồi thấy xuất viện là 14 ngày. Dạ. 14 ngày cho về. Cho về rồi về bắt đầu bọc vậy đó. Về bắt đầu rồi, tôi đi mặn mướn rồi vợ ở nhà cái nhỏ kia nó ở nhà tiếc mẹ nó nữa làm không được. Mà cái bọc này mình nó làm không bao giờ được hết trơn á. Đúng rồi phải hai người. Người dịnh người ấy mỗi lần ấy là nó khóc nghe tợ dữ dằn đó. Dạ. Là ở dưới hậu môn của cháu là bít luôn hả? Nó bít là nó còn như cái làn đen gì đó mà nó không có ấy. Dạ không... dạ anh đang tin mở cho tôi Dũng coi thử coi. Đây. Cụ tí nha. Đó. Đó mà vậy đó mà nó không có ra ngoài. Nó vậy nè. Bít vậy đó ha. Đó mà cái hậu môn bây giờ là bác sĩ mổ là đem để chung dưới đây luôn. Dạ để chung dưới đây luôn. Để cho bé nó ruột nó dài ra đó rồi khéo nó làm bên chứ. Bên bên tiêu nè, bên hậu môn nè. Bên hậu môn, bên tiêu. Bên hậu môn bên đây nè. Đây. Cái tay ra nó. Cái leo đít đó. Dạ. Dán keo dột hoài rồi cái mua keo này dán nè. Dạ. Nhưng mà ngày còn cái. Tại vì sao mấy chục cái? Bởi vì thành ra là mình phải bác sĩ phải hẹn là để đi lên trên trển để mà phẫu thuật để mà tạo cái hậu môn cho cháu rộng ra anh ha. Nó mới bình thường. Đẹp trai quá ha, nhìn thấy cô ngô tiếng tú quá. Ngủ quá. Đó, đẹp trai lắm nha. Hôm nay cậu Dũng đến thăm nè. Cười với cậu Dũng cái ngay. Cười với cậu Dũng cái ngay con. Cười đây con. Cười ra. Này nó là bốn. Dạ. Tưởng đâu mà đâu có đứa này đâu mười mấy năm mới có bầu mà đâu có biết đâu đẻ mà giờ lỡ có con mấy rồi mười mấy năm rồi anh chị mới sanh lại cháu út này đó hả có bầu cũng không biết tới 6 tháng mới biết nó đi mang đồ á là 6 tháng rồi mình mới hay là mình có bầu gì hả coi như là có thai ngoài ý muốn anh ha chứ con gái nó ba lớn rồi tưởng đâu hết rồi con kia là lớn rồi. Nhỏ đó là thứ ba, nhỏ thứ tư nó cũng kế nữa. Rồi mấy cháu kia có đi làm tiếp anh không hay là đi học gì không? Có nhỏ kia thì cháu kia ở với bà nội, nhỏ lớn. Yeah. Không, thằng trai lớn nhất cứ vợ nó rồi mà nó bằng công ty quá bị tai nạn nữa.
tai nạn ba cái sắt á, rồi ấy, rồi công ty ngoái bị cái giò nó, rồi công ty cho đâu mười mấy triệu rồi chữa ở nó ngoái á. Dạ. Nhưng mà làm nó chưa, anh nó làm được. Làm rồi đi mặn lại được rồi. Trong công ty đó cái dưới ấy đồ gom được cho nó được mấy người triệu năng mà nó lo thuốc men á. Rồi nó làm nó được rồi nó mặn rồi. Ổng không có tiền rồi cái nó gửi về cho 5 triệu. Gửi về cho em nó rồi mình tính đâu nghèo thì dành dụm được 15 triệu. Là ấy gọi quay ngang cái làm mổ rồi gọi cái chuyển đi cái bác sĩ học với hai bữa theo dõi hai bữa cái không được. Dạ. Kêu chuyển đi tôi không biết giờ không biết chữ nghĩa rồi chuyển đi đâu tôi không biết yêu cầu bé mạnh khỏe được hả. Ừ. Rồi chuyển ra ngoài là trong túi còn được 11 triệu. Dạ. Ra ngoài xe chuyển đi là 2 triệu 2. Chuyển ra tới ngoài mà dọc đường bé nó ọc lên mấy cái nó mới ấy dãy dụa dữ lắm. Dạ. Ọc lên rồi cái nó hôi chua. Rồi bắt đầu nó ọc lên được rồi nó khỏe cái nó ngủ. Rồi ra ngoài bác sĩ ngoài á gọi cái ta ngoài nhờ nhập vô là cởi đồ bé ra gì là ấy thơ thuốc gì ở trong cái nước gì á. Dạ. Rồi bắt đầu kêu ký tên. Ừ. Ký tên vô là như nãy giờ vô nãy giờ là mẫu nhỏ rồi đó. Như anh gì đó. Vậy là mẫu đặt cái ống này ha. Ừ. Là mẫu rồi rồi nó đẩy qua lên phòng hồi sức cho mình coi vậy đó. Dạ. Rồi nó kêu đủ mình về là thôi về chú về lo cho vợ đi. Rồi cái mới có là bao 4 ngày á bé khỏe mới chuyển ra hả điện chú lên. Dạ. Yeah. Mới cái gì hồi bữa trước về giấc này về tới đây thì ngủ cái sáng lại cái điện lên trả nữa. Dạ. Yeah. Điện lên trả nó là nói bé khỏe rồi ra trại. Rồi lên trả rồi vợ dạ, ở dưới đây thì con gái nuôi rồi tôi trả nuôi. Có bà chị Sáu rồi bá lên nó nuôi tiếp hai bữa rồi bà chị mà rồi quay ngang cái vợ xuất viện rồi cái bác sĩ kêu lên cho có sữa cho bé bú á. Dạ. Rồi lên chảnh hai bữa cái dịch bệnh cái rồi cái đuổi một người một ở lại hà. Dạ. Rồi trong đó là có anh tôi rồi về rồi cái ở đó phòng đó là 10 người rồi tôi chạy đi mua đồ rồi mà chín người kia rồi săn sóc bé giùm vậy đó. Thành ra là chị hiện nay thì chị có anh chị cũng mong cái sự giúp đỡ của bà con để mà mình có thêm cái phần thiện tài để mà đi mổ cho cháu đúng không anh? Thì bây giờ mình ấy bà con cô bác đầu cho để dành tiền mấy triệu rồi đó. Dạ. Đi ra ngoài nữa cũng không biết nhiêu bây giờ nữa. Thật sự cũng không biết nữa. Không có tiền đâu đi được. Dạ. Thành ra là kinh tế anh chị cũng khó khăn ha. Ừ. Vì cái căn nhà này là chắc cũng lâu hết hả? Cái nhà này nhà nước cho nền mà cho tiền cắt. Rồi cái mình mặn mướn dầm dầm đó cái mình bù vô. Ừ. Bù vô mới cắt cái nhà này. Dạ, yeah. Cũng con gái cũng đông anh ha. Dạ. Ở đâu anh ra phía sau thấy cái nhà mình có rộng dài không anh coi thử coi. Trời ơi, nhà cửa đi mặn rồi lu bu cho trơn đen nó phía sau lên cho sáng. Đồ đạc thì tùm lum hết trơn á. Ừ. Đó, căn nhà của anh chị cũng cũ một cái trơn ha. Ừ. Là hiện giờ là còn mấy cháu ở với anh trong này. Đó thì như gì nè, rồi cái hai cháu lớn hả? À ba lận. Ba hả? Ừ. Rồi anh vào trước ngồi đi ha để em soạn cái danh sách của Mạnh Thường Quân cũng trợ giúp cho anh chị để cho anh chị sắp tới khi mà tạm dịch thì mình mới đưa cháu đi mổ anh hả? Dạ. Dạ. Yeah. Mà bác sĩ ngoại nói là chừng nào mà tạm dịch bệnh đó rồi cái người ta điện mình cái mình ra ngoài cho coi bé nếu mà được á mổ đem vô còn nếu mà không được á thì ta để thuốc rồi hoặc gì đó rồi cái mình về nuôi cho bé thời hạn gì đó. Thời hạn còn khỏe mình mới đi mổ tiếp nữa. À. Còn mình đi ra ngoài á nếu mà người ta coi á liệu được á thì người ta mổ. Yeah. Còn mà nếu ra ngoài người ta coi không được thì người ta kêu về là chừng nào Tết hạn thì mình kêu người ra ngoài vậy đó. Nhìn thì tái khám lại đó. Khám lại sao? Thôi mà xuất viện vậy thì người ta nói là 13 tay là lên đi coi được thì người ta mổ đem vô luôn. Mà nói bây giờ thật sự hết tiền rồi cái mấy bà bác sĩ ba mấy chị nói về có ai mà xài điện thoại rồi di động rồi á. Rồi gửi lên dùm rồi cái mà nhờ băng ấp rồi với chị em được cho được mới giờ không gửi cũng được mấy triệu. Dạ, cũng nhờ cộng đồng giúp anh ha. À.
cũng được mười mấy triệu rồi, chờ ấy rồi mà dịch bệnh rồi người ta chưa có cho đi ngoài, người ta điện vô. Dạ. Đó là hết dịch bệnh đi rồi hả ấm bé ra. Dạ dạ. Thì em cũng nhận được cái hình ảnh này của Zalo của cái chị Phượng á. Chị Phượng, anh biết chị Phượng nữa không? Tôi cũng không có gần nó đi mà. Dạ, thì chị có gửi hình ảnh qua cho em. Thì chị nó có một cái hoàn cảnh là có một cháu bé mới sinh ra cũng hồi 30 tháng 4 tới giờ mà không có cái hậu môn gì đó, đang cần cái sự giúp đỡ để mà đi phẫu thuật. Thì Tiến Dũng thấy như vậy thì nên là cũng tranh thủ sắp xếp thời gian ở đây để xem coi anh chị như thế nào bên đây. Thì một cái gia cảnh cũng thật sự là khổ và cần giúp đỡ. Thì để Tiến Dũng soạn cái danh sách của Mạnh Thường Quân để trợ giúp cho, với anh chị, để cho anh chị sắp tới để mà đưa cháu đi phẫu thuật anh ha. Dạ. Yeah, yeah. Cảm ơn nhiều. Vâng thưa quý vị, ngày hôm nay Tiến Dũng đến ấp Long Thuận, xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang để đến thăm một cái gia cảnh của gia đình của anh Được và chị Hằng. Thì anh Được và chị Hằng mới sanh cháu Nguyễn Văn Hiếu, vừa tròn 2 tháng tuổi vị. Nhưng mà cháu thì hiện nay hậu môn khép lại không có bung ra được, cho nên là bác sĩ đã tạm phẫu thuật cho cháu ở bên hông để mà đi tiểu tiện quý vị. Thì hiện nay bác sĩ bảo anh chị về nhà để mà lo tiền để mà chuẩn bị lên thành phố Hồ Chí Minh phẫu thuật để cho cháu có được cái hậu môn. Thì Tiến Dũng đã nhận được cái thông tin của một người chị ở bên Zalo, đó là Facebook của chị Phượng, đã có gửi cho Tiến Dũng để mà biết thông tin này. Thì hôm nay Tiến Dũng đến đây để trước là thăm gia đình của anh chị có thật sự là có cần cái sự giúp đỡ hay không. Thì hôm nay Tiến Dũng thấy gia đình của anh chị, anh là một người đi làm thuê làm mướn, cũng như là gia cảnh ở địa phương thì cũng là một cái hộ nghèo khó khăn đó vị. Thì Tiến Dũng hôm nay xin được phép thay mặt ba vị Mạnh Thường Quân đã gửi những cái phần thiện tài để cho Tiến Dũng đi giúp những hoàn cảnh khó khăn. Thì hôm nay Tiến Dũng thấy hoàn cảnh này thật sự là đáng giúp. Thì hôm nay Tiến Dũng xin thay mặt anh Tú và anh Vũ ở thành phố Hồ Chí Minh đã gửi cho Tiến Dũng 20 triệu đồng để đi giúp các hoàn cảnh. Thì hôm nay Tiến Dũng xin dùng số tiền của anh Tú và anh Vũ 20 triệu để giúp cho anh chị để đi phẫu thuật cho cháu. Và người thứ hai bên Đài Loan đã chuyển khoản cho anh Dũng 12 triệu để đi giúp các hoàn cảnh khó khăn. Thì hôm nay Tiến Dũng xin dùng số tiền 12 triệu của em bé Năm để giúp luôn cho gia đình của anh Được và chị Hằng, cũng như là cháu Nguyễn Văn Hiếu. Thì hôm nay Tiến Dũng xin trao cho anh số tiền này là 32 triệu để cho anh sắp tới anh sẽ lo cho cháu sau khi phẫu thuật và có thêm một cái ít tiền, ví dụ như nếu mà có dư á thì anh có thể chăm lo cho cháu để cho cháu mua sữa hoặc là còn những cái phần mà sau này để mà mình nuôi cho cháu đó anh ha. Dạ thì em không biết là chi phí là bao nhiêu, nhưng mà em nghĩ là chắc có lẽ là số tiền của anh chị được bà con giúp trước đây thì mười mấy triệu rồi, thì hôm nay thì ba mấy triệu này nữa em nghĩ là chắc có lẽ là cũng đủ anh ha. Dạ dạ, đây là 10 triệu nè. Dạ cảm ơn. 10 triệu là 20, 30, dạ đây là 32 triệu anh nhé. Dạ xin thành thật cảm ơn. Nghèo quá thôi không biết nói gì hơn, cầm số tiền này hồi nào giờ đâu cầm số tiền gì này giữ đây. Dạ yeah. Đó là dây nhà nước 15 triệu cầm ta chứng cũng chân à. Dạ giờ cầm số tiền như là không biết nói sao hơn. Dạ có như là hồi nào giờ anh có chưa có nhận được số tiền nào mà lớn ba mấy triệu này chân hả? Chưa, hồi nhỏ lớn luôn nhưng mà mướn rồi thấy không đâu có cầm số tiền gì. Yeah, nhiều đó là lớn lắm. Dạ yeah. Lớn dễ dàng. Thành thật xin cảm ơn. Dạ dạ dạ. Vâng thưa vị, thì với một cái cảm xúc của anh Được quý vị, khi mà cầm được cái số tiền mà 32 triệu của anh Tú và anh Vũ cũng như là em bé Năm giúp 32 triệu để cho cháu đi phẫu thuật, thì anh đã xúc động và rất là nghẹn ngào bởi vì cũng không có nói được nên lời gì nhiều. Thì cũng Tuấn Dũng xin thay mặt gia đình của anh Được và chị Hằng cảm ơn tất cả quý Mạnh Thường Quân đã gửi những phần thiện tài này để cho Tuấn Dũng mang đến để giúp cho gia đình anh. Dạ xin thành thật cảm ơn. Dạ không biết nói sao hơn bây giờ. Dạ trời ơi, không có một nhà chứ sao đi. Dạ rồi thôi, anh chị cũng gắng giữ gìn sức khỏe để mà chuẩn bị sắp tới mình sẽ đưa cháu đi thành phố Hồ Chí Minh để phẫu thuật cho cháu nha anh ha. Dạ xin cảm ơn. Dạ thôi cũng ráng anh ha. Dạ. Sau cơn mưa trời lại sáng thôi, thì em cũng chúc cho anh chị luôn luôn sống lạc quan để mà chăm lo cho các cháu cũng như là chăm lo cho gia đình, tại anh cũng là trụ cột trong gia đình ha. Dạ. 4 đứa con rồi vị. Dạ thôi Tiến Dũng cũng xin chào anh chị nha. Dạ, dạ thì
Một lần nữa Tiến Dũng xin kính chúc cho tất cả quý bà con cô bác mạnh thường quân đã luôn luôn đồng hành cùng với Tiến Dũng Nhân Cầu Nhân Ái để đi giúp những hoàn cảnh khó khăn. Thì Tiến Dũng cũng xin kính chúc cho tất cả quý vị luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, cũng như là gia đình thì lúc nào cũng được hạnh phúc và làm ăn thì được thịnh vượng. Và xin kính chào tất cả quý vị và hẹn lại quý vị vào những video tiếp theo của YouTube Tiến Dũng Nhân Cầu Nhân Ái nhé. Và hãy nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần của Tiến Dũng nhé quý vị. Xin kính chào tạm biệt quý vị nhé. Dạ. Yeah.